là khi Ngọc Ánh chọn những cái sản phẩm gì, Ngọc Ánh đều chọn những cái thành phần tất nhiên là mình cần, là vì cái tác dụng của nó là gì. Tác dụng của viên bảo xuân là bổ sung nội tiết tố, cân bằng sinh lý. Nhưng mà Ngọc Ánh thấy là nó cân bằng cả tâm sinh lý, chứ nó không chỉ là sinh lý không cho người phụ nữ. Cái chất estrogen đó là nó bổ sung hormone, tức là bổ sung nội tiết tố nữ. Cái điều đó cũng rất là cần, tại vì thiếu cái nội tiết tố đấy thì mặt mình sẽ bị nám và da sẽ khô và có chứng mất ngủ. Và cái thứ hai là khi mà da khô thì nếp chân chim lại lên rất nhiều. Đó. Thì cái viên đấy nó bổ sung được cái chuyện đó. Và khi mình uống đều đặn á, thì Ngọc Ánh cảm giác là những giấc ngủ của Ánh nó sâu và nó ngon hơn. Nó không còn bị mộng mị quá nhiều. Bởi vì cái làn da của mình bắt đầu nó có những cái chất hỗ trợ như vậy. Mà đặc biệt là cái thành phần để chế tạo ra cái viên thuốc này, thành phần từ đậu nành. Nên thực ra nó cũng rất là tự nhiên, những thành phần tự nhiên. Nó là thảo dược tự nhiên, không có hại để cho sức khỏe. Nó chỉ có tốt mà thôi. Đó. Thì Ngọc Ánh nghĩ rằng cái đó là cũng cái rất là quan trọng. Vì công ty mà sản xuất ra cái viên này cũng là một công ty rất là uy tín. Trong 5-6 năm nay họ đã làm rất là uy tín trên thị trường và được nhiều người tin dùng. Thì Ngọc Ánh nghĩ có điều đó là có điều rất là quan trọng. Khi anh chọn sản phẩm để cho vào cơ thể của mình thì phải tìm hiểu rất là kỹ, rất là kỹ lưỡng. Khi mà Kim Chi đọc tất cả những cái thông tin và tìm hiểu tất cả những cái thông tin của cái viên Bảo Xuân á, thì Kim Chi thấy là mình có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Và Kim Chi cũng đã thử sử dụng một thời gian thì cảm thấy là rất là tốt. Rồi Kim Chi cũng giới thiệu cho một số người bạn của Kim Chi. Rồi khách đến spa cũng vậy. Khách đến spa thì cũng hỏi là Kim Chi xài cái gì, uống cái gì. Rồi Kim Chi có cái phương pháp nào. Thì trong tất cả những cái phương pháp mà Kim Chi chia sẻ với khách á, thì Kim Chi cũng họ nói với họ là nên uống cái Bảo Xuân thử xem một thời gian xem như thế nào. Thì thấy là khách hàng cũng phản hồi lại, tức là họ cũng tốt, họ cũng cảm thấy là có hiệu quả. Và đó là cũng là một cái điều rất là vui mừng, bởi vì mình tìm ra một cái phương pháp để làm đẹp cho những người phụ nữ khác. Bảo Xuân nó là viên uống, nhưng mà nó tập trung để dành cho những đối tượng, những người phụ nữ là bắt đầu bước qua 30 trở đi. Để làm sao mà cái viên đó nó rất là tốt, là bạn có thể cân bằng được cái nội tiết tố của người phụ nữ bên trong. Ngoài có nhân sâm, lô hội ra thì Bảo Xuân nó còn có cả collagen. Thì bạn biết collagen là cái thành phần mà giúp cho cơ thể có cái làn da đàn hồi được và có thể giúp mình được cân bằng được nội tiết tố cũng như chống lão hóa. Thì đặc biệt là có mầm đậu nành. Thì bạn biết rằng là giống như là mình thì thấy giống như mình uống sữa đậu nành á, mà đậu nành tươi nguyên chất á thì nó cũng rất là tốt cho da. Còn thì bây giờ cái Bảo Xuân, cái thành phần là họ đưa mầm đậu nành vào trong cái viên thảo dược này, nó cũng rất là tốt. Nhưng tôi thì tôi không dùng nhiều loại thuốc, những loại thực phẩm chức năng nữa. Nhưng mà một trong số ít mà tôi dùng gần đây thì là Bảo Xuân, thì tôi thấy cải thiện rất là rõ. Da của mình thì nó đã có một cái sự mềm mại. Nó không khô như trước. Trước đây thì tôi rất là hay khó chịu. Đặc biệt là bây giờ chúng ta dùng, nhất là mùa này mà dùng máy lạnh rất là nhiều. Thì nó mềm mại, nó dễ chịu hơn. Nhưng nó lại không bị cảm giác là như là chúng ta bôi nhiều kem mà nó làm cho nó bí các lỗ chân lông ở làn da. Nó vẫn thông thoáng. Nói chung là tôi thích là vì nó có cảm giác như là nó rất tự nhiên. Thật ra thì tôi ít dùng cho nên là tôi cũng hay cẩn trọng. Tôi hay tìm đến những thực phẩm chức năng mà nó có nhiều những cái yếu tố tự nhiên ở trong đấy. Thì nó cũng hợp với tôi thôi. Tôi yêu tự nhiên. Tôi cũng tôn trọng cái tự nhiên của tinh thần. Chứ tôi không tin vào tất cả cái gì đó nó phi tự nhiên. Đẹp nhanh rồi tự dưng ngay sau một đêm mà bạn trở thành nàng bạch tuyết thì tôi không tin lắm. Cho nên là tôi thường thì chọn những thực phẩm chức năng nó cũng được chế xuất từ những cái nguyên liệu tự nhiên thì tôi cảm thấy tôi an toàn với tôi hơn. Và tất cả là bạn phải tin.
cái điều, bất kể điều gì nhưng mà bạn tin nó thích hợp với bạn, nó giúp bạn và bạn an tâm với điều đó, thì tất cả yếu tố đấy cũng rất là quan trọng. Khi bạn chọn phương tiện nào đấy trong cuộc sống để làm việc, hưởng thụ hoặc là thực phẩm chức năng, nếu mà mình không tin là mình thích hợp được với nó thì cái điều ấy cũng là một cái phần cản trở. Còn khi tôi đã chọn thì tôi tin và vì nó phù hợp.